Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Nếu như bạn đang tìm cho mình một cây piano điện siêu tốt nhưng mức giá vô cùng hấp dẫn, hoặc đơn giản là tìm một cây piano đầu tiên cho việc học nhạc, thì tập kỳ này bạn không nên bỏ lỡ. Vì trong tập này, mình không chỉ nói về KS7S, một cây piano điện cao cấp nhất trong phân khúc KS series đến từ nhà Cutman, mà còn những tính năng vô cùng vượt trội trong phân khúc piano điện dành cho mọi đối tượng người chơi mà Cutman hướng đến. Nào cùng tiến hành nhé. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với mình. Dù là chủ nhật nhưng đội ngũ vẫn gác lại ngày nghỉ để phục vụ một cách chu đáo nhất đến tất cả khách hàng. Mình đã đến kho hàng để chuẩn bị theo xe đem KS7S khởi hành đến nhà anh khách hàng. Đến gần nhà anh, mình đã được một bạn cùng team dẫn vào. Xe đến nhà rồi, chuẩn bị mang đàn vào cho anh thôi mọi người ơi. Được khách hàng vui vẻ đón tiếp chính là niềm vui mà team của mình luôn mong muốn mỗi khi đi giao đàn. Cây đàn KS7S thế hệ mới lần này có khối lượng 41kg nên rất thuận tiện để bạn cùng người thân có thể để bất cứ vị trí nào trong nhà. Đập hộp siêu phẩm piano điện này với team nhé. Đây là nhà anh khách lần này. Nhà có thiết kế rộng và sang trọng với tông màu trắng, với cầu thang bằng kính cùng với bộ bàn ghế bằng gỗ, tạo nên vẻ quý phái trong kiến trúc và nhiều thiết bị tiên tiến. Bên trong thùng gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và bộ ốc lắp đàn, nơi để đàn hướng ra ban công nhìn thật thích mắt các bạn nhỉ. Được chơi đàn với cảnh thế này thì còn gì tuyệt vời hơn. Ngoài đàn thì bé cũng rất thích vẽ, cùng chiêm ngưỡng vài bức tranh nghệ thuật của em nào. Tiếp tục thôi anh em, cùng tìm hiểu Cutman đã đem những tính năng mới nào lên mẫu piano điện này nhé. Bàn phím cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ được trang bị trên 88 phím với 3 cảm biến. Đàn còn sở hữu đa âm 128 polyphony và 16 âm sắc đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Đàn sở hữu thư viện âm nhạc khổng lồ với 60 bản nhạc được cài sẵn, giúp bạn dễ dàng học tập từ cơ bản đến nâng cao. Thông qua cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính và điện thoại thông minh. Máy tính bảng vô cùng dễ dàng, giúp bạn dễ dàng học tập từ cơ bản đến nâng cao. Thanh kỹ thuật số, nhiều chức năng tương tự KS7 với đếm nhịp, metronome, chia bàn phím, split mode, trộn tiếng, Tinova, tăng giảm tông, jazz và thay đổi tune nhạc với tuning kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply và Perfect Piano. Điểm nhấn KS7S chính là tính năng MIDI Bluetooth đã và đang là mục tiêu trong chiến lược phát triển của nhà Cutman. Tính năng này trên đàn không chỉ giúp tiết kiệm diện tích không vướng dây nhợ và kết nối dây gây nguy hiểm cho các bé khi tự học một mình. Cây piano điện siêu hiện đại KS7S Bluetooth đến từ thương hiệu Cutman nổi tiếng Anh Quốc, hiện đang được độc quyền phân phối bởi Minh Phụng Music với giá bán vô cùng dễ chịu trong phân khúc piano cao cấp hiện nay chỉ 17 triệu. Vậy là cây piano đã được hoàn thiện, đến lúc bé bóc siêu và test đàn rồi. Để anh có thể hiểu chi tiết và đầy đủ nhất về tính năng MIDI Bluetooth thì bạn nhân viên đã cùng anh tải ứng dụng trên App Store và đăng nhập sẵn để anh tiện lợi sử dụng. Khi mua hàng tại showroom chúng mình, với mẫu đàn này, các bạn hãy yên tâm về chế độ bảo hành vô cùng chuyên nghiệp và tận tâm, với bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Buổi giao đàn đến đây là kết thúc. Tuy hôm nay là một ngày chủ nhật đầy giông bão, nhưng thật là vui vì đây là cây đàn KS7S MIDI Bluetooth đầu tiên mà Minh Phụng Music được tận tay đem đến khách hàng. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đàn này, hãy đến trải nghiệm tại các showroom của chúng mình hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được tư vấn đầy đủ nhất. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.